Rồi, hôm nay chúng ta đến với buổi mới nha. Hôm cũng gần buổi cuối của Dabaco rồi. Hôm rồi thì hình như là mình đang đang dở cái báo cáo chính của Dabaco đúng không? Đấy rồi, đúng không? Hôm nọ thì chúng ta cũng đã đi được hết cái phần liên quan đến bảng cân đối kế toán rồi. Trong đó thì chúng ta có thể dễ dàng thấy gần đây thì hoạt động tài chính đúng không? Trong đó có biểu hiện của hai thứ. Thứ nhất là liên quan đến vay đúng không? Vay thì bây giờ đã cho trong quan hệ vốn chủ là đã giảm đi rất là nhiều. Bây giờ thì chỉ khoảng 60 mấy phần trăm vốn chủ thôi. Thứ hai là liên quan đến công nợ đúng không? Công nợ thì đặc điểm là Dabaco phải thu lại rất là thấp, trong khi cái phải trả người bán và người mua trở trước thì lại cao lên đúng không? Như vậy rõ ràng là Dabaco đã chiếm dụng vốn của người khác đúng không? Như vậy là về mặt gọi là tài chính là tương đối tốt đúng không? Có đòn bẩy nhưng mà không nhiều quá, như vậy là tốt rồi. Và có hai thứ tài sản lớn nhất của Dabaco ở đây chính là hàng tồn kho và tài sản cố định đúng không? Và năm rồi thì trong năm 20 đúng không, thì tài sản cố định là không tăng mấy đúng không? Và chúng ta có một điểm nhấn đây chính là liên quan đến hoạt động bất động sản của doanh nghiệp đúng không, nó đang như vậy đúng không? Chúng ta quay lại với tiếp theo nhá. Nó hy vọng là buổi nay hoặc cùng lắm một một phần buổi sau là chúng ta có thể xong được cái báo cáo chính đúng không, để chúng ta đánh giá về doanh nghiệp luôn. Ở đây mình sẽ vào đến bảng cân đối kế toán nhá, xem có gì không đúng không? Và không quên là sau khi có xong các thứ thì chúng ta sẽ tính luôn hệ số R3 và R7 đúng không? Đây là hệ số đo sinh lời vốn của doanh nghiệp đúng không? Chủ chốt. Rồi, ở đây thấy vay thì vay ngắn đúng không? Và lãi suất thì tương đối tốt, đúng khoảng 4-5% thôi. Vay dài khoảng tầm này. Vay dài thì không nhiều đúng không? Vay ngắn mới là chính. Và trong kỳ vừa rồi thì một điểm rất đặc biệt là chủ tịch của ông của Dabaco là ông So đúng không, đã đăng ký mua 10 triệu đúng không? Sau thông tin đấy thì Dabaco lên rất là mạnh mẽ đúng không? Từ năm ba đã nhảy về về vèo đúng không, giờ này lên quanh cho năm bảy, hôm nay thậm chí chắc có khi còn con năm tám cơ. Đúng rồi đúng không? Đầu giờ đây lên rất tốt đúng không? Như vậy là đã hình như là cũng xem một cái lúc mà mình bắt đầu quay rồi, hình như thế đúng không? Chúng ta đến với kết quả kinh doanh đúng không? Kết quả kinh doanh của Dabaco xem nó như nào nha. Rồi, chúng ta có đầu tiên là doanh thu thuật. Rồi đây đây chắc là 2020 đúng không? Mình tranh thủ tí đúng không? Rồi. Rồi, mình mô tả lại ô chính xác đúng không? Để rồi. Doanh thu thuần đúng không? Doanh thu thuần đây là khoảng 10.000, đây 1 tỷ đúng không? Như vậy là giá vốn đúng không? Lãi gộp 7.7463. Như vậy là đâu đó vào khoảng khoảng tầm hai mấy phần trăm đúng không? Biên rất cao. Gần đây thì trên báo đúng không, thấy bắt đầu có những cái rất nhiều những ý kiến người ta phàn nàn về cái việc là thế giới đang đối mặt với một cái giai đoạn gọi là tăng giá hàng hóa siêu mạnh. Lúc chiều thì trả lời một số bạn thì có thấy là ngoài chuyện thép thì giờ này ai biết là tăng rồi đúng không, thấy nhôm tăng, đồng cũng tăng, cứ kéo đồ thị khoảng một năm thì trong một năm vừa rồi thì rất nhiều loại hàng hóa cơ bản đúng không, khoáng sản nguyên vật liệu là gấp đôi, cực mạnh, không hiểu là vì sao đúng không. Tất nhiên là có thể là cầu rồi, cũng có thể là do công in tiền nhiều như là lạm phát đúng không, rất nhiều nhiều lý do, nhưng rõ ràng là đang ảnh hưởng rất mạnh. Rồi, lại gộp 59 đúng không? Mình ghi luôn đây. 2 7 7001 đúng không? 7001. Rồi, ở đây là 6000 và cuối cùng là 166. Rồi. Theo như cảm quan thì như là năm nay năm rồi lên số cá đúng không? 39 chăng?
Như vậy là cũng là một con số khá khẩm. Rồi 39%. Năm rồi giá lợn ai cũng biết đúng không? Nên là cái này nó biên nó cải thiện hẳn. Ngoài chuyện doanh số tăng 39% ra thì bản thân biên lãi của cũng vọt lên. Như vậy là sau những cái đợt đánh giá như này thì chúng ta phải rất căn kè vào cái chuyện là ngành nào đang được lợi đúng không? Giá hàng hóa đang tốt lên. Chứ lại ngược ngành đúng không? Ngành giấy bày 23.1 đúng không? Mình xuống kiểm tra thuyết minh số 23 nhá. Chúng ta có 20 rồi, đúng không? Như vậy là qua đây rồi. Đây rồi. 22 đi rồi. 23 đây. Rồi bán vật liệu hàng hóa thì là khoảng 800 tỷ đúng không? Không biết nó có phải siêu thị không. Còn liên quan đến bất động sản và dụ xây lắp là 442 tỷ đây. Trong đó thì bán vật liệu hàng hóa 862 thì giá có giá vốn không? Có giá vốn là 600 đúng không? Như vậy là khá lãi. Chỗ này được hơn 200 rồi. Bên này được 2.000 đúng không? Nhưng mà cũng không thua, cả doanh số nó bé quá. Bất động sản đây. 442 với 296 biên lãi của mấy ba cái đều khá. Không hiểu là Dabaco có phân tách ngành không? À đây rồi, đúng không? Là chúng ta kiểm tra luôn. Đúng không? Như vậy có số má đẹp đẽ các kiểu. À, sản xuất và bán thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu kinh doanh bất động sản và dịch vụ xây lắp hoạt động khác. Rồi, đúng không? Ở đây thì có hoạt động gọi là bất động sản và dịch vụ xây lắp hoạt động khác, đúng không? Rồi rồi doanh số nội bộ siêu khủng. Rồi rồi chắc là ông thức ăn chăn nuôi thì lại bán cho ông chăn nuôi farm gọi là feed food gì đấy 8.000 đúng không? Vậy doanh số bán ra ngoài đây có 3.000 thôi. Thế còn ông dùng nội bộ còn nhiều nhiều kinh khủng luôn. Như vậy là có đến hơn một nửa là cái liên quan đến cái vật thức ăn chăn nuôi là bán ở trong nội bộ 5.000 trên 8.000 bốt. Còn cái mà sản xuất con giống chăn nuôi chế biến thực phẩm thì cái này mới là ok này. Đúng rồi, 5.900. Như vậy trong cái 10.000 tỷ này thì chăn nuôi là chủ đạo. Thức ăn chăn nuôi thì chỉ có 30%. Ai, đúng không? Như vậy là năm 2020 đúng không? Thu là 10.000. Thì phân tách ra là cái gì kia? Là thức ăn chăn nuôi thì chỉ có 3.000 thôi, 3.000 mốt thôi. Chăn nuôi là 5.900 đúng không? Là tuyệt vời. Cuối cùng thì có 900 tỷ đúng không? Có 900 tỷ là hoặc là gần gần 1.000 tỷ là bất động sản đúng không? Xây lắp rồi đúng không? Đấy là kết cấu. Như vậy chăn nuôi là chủ lực, còn thức ăn chăn nuôi là phục vụ cho chăn nuôi. Rồi là nhận trước thuế đây đúng không? Tất nhiên đây là điều chỉnh nội bộ ngàn cái nghìn mốt 700. Như vậy trong cái 1.000 này khả năng là 700 từ ông ấy chỉ bán được ra ngoài có 300 rồi đúng không? Cái phần ra ngoài 300 là chắc là khoảng 10%. Còn nếu kể trên cái này thì chỉ được có 12% lời trước thuế thôi. Bên phía này thì là 7.000 mốt. Thì ra 1.000 mốt đúng không? Như vậy là biên này tốt hơn. Biên 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 là lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần là tốt hơn. Vậy là cũng ok hẳn rồi đúng không?
chỗ đấy là phải 15 16%, 16%. Như vậy là cái biên lãi đúng không của thức ăn chăn nuôi à, của chăn nuôi đúng không? Là khoảng 15 16%. Còn biên lãi tên đây là lãi 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 chịu thuế nhá. Đấy, của bên chăn nuôi đúng không? Trong khi là biên lãi của thức ăn chăn nuôi, chịu thuế của thức ăn chăn nuôi thì nó thấp rồi đúng không? Ngàn thế này chắc này chắc chỉ 2%. Như vậy rõ ràng là chăn nuôi là chủ lực rồi. Thức ăn chăn nuôi là một chu trình khép kín. Về mặt tài sản thì rõ ràng là thức ăn chăn nuôi nhiều hơn, nó trong dưới cái 4,5. Rồi đây là của năm năm cũ đúng không? Năm 19. Năm 19 đây rồi. Ở đây thì 7.000 đúng không? Bên trong thì 5.000 rồi, ra ngoài có 2.300 rồi. Thì cuối có 200 tỷ. Còn hoạt động bên này thì đây là 4.600 là ra ngoài, cũng ra ngoài. Và lần này chỉ có 79 tỷ thôi, đúng không? Rất nghèo nàn. Như vậy là không tính chuyện giá lợn tăng thì ngày xưa thì thức ăn chăn nuôi là chủ lực rồi. Rồi đây phần khác đúng không? Như vậy là chúng ta cũng có những cái thông tin thêm đúng không? Như vậy là rõ ràng là năm vừa rồi thì chăn nuôi là chủ đạo, còn ngày xưa thì thức ăn chăn nuôi mới là chủ đạo. Và ông có thêm một mảng nữa gọi là mảng bất động sản. Dù sao thì công ty cũng chỉ có ba ba ngành thôi, ba phân ngành đúng không? Ba phân ngành nữa có doanh thu tài chính, cái này thì bình thường rồi đúng không? 29 tỷ cái 27 tỷ không có gì cả, rất nhỏ. Chi phí tài chính đây rồi đúng không? Hôm nay là nổi tiếng đi vay đây, âm 319 đúng không? 3%. Âm 294 đúng không? Rồi. Chúng ta có lãi trong liên kết đúng không? Cái này thì chắc là vé xíu xíu thôi đúng không? Thì ra cho đủ đầu mục đúng không? Và cô thì hình như là không có cái thói quen kết lên cùng gì cả. Chi bán hàng đây là 380 đúng không? Đây là chi phí của doanh nghiệp. Rồi, đúng không? Chúng ta có hai cái chủ tạo này. Rồi đúng không? Như vậy là tỷ trọng đúng không? Năm nay tỷ trọng thì chi bán hàng vẫn vậy, nhưng chi phí doanh nghiệp thì lại thấp đi đúng không? Rất có thể là con người thì vẫn thế. Đúng rồi, trong khi cái biên lãi gộp ở trên nó rất lớn đúng không, là cái 9%, như vậy là chắc lợi nhuận sẽ đột biến rồi. Cái này thì không gì phải đáng cãi rồi, lãi thuần đúng không, thậm chí là mình cho vào đây cũng được. Chúng ta có lãi thuần đúng không? Lãi thuần mà cộng này cộng trừ cái gạch đó ra đây 1.500.000. Đúng rồi, từ đây đến đây mất khoảng 10%, đấy là vận hành. Ngày xưa thậm chí là còn tận 10 11,5 đúng không? Đây là khoảng 10%. Còn đây mất khoảng 11,5, như vậy là tốt quá. Thực ra mình nghĩ là cái này chủ yếu là do hai việc. Thứ nhất là chi của doanh nghiệp thì thấp đi một chút đúng không, về mặt tỷ trọng. Và thứ hai là chi phí vay đúng không? Vay thì thực ra vẫn vậy, nhưng mà do doanh thu tăng mạnh lên đúng không, nên tỷ trọng này là giảm xuống. Như vậy là mọi hoạt động đều đang tốt lên đúng không? Chúng ta có lãi trước thuế đúng không? Lãi khác, lãi trước thuế
và cuối cùng là lãi sau thuế công ty mẹ đúng không? Sau thuế công ty mẹ chúng ta và tất cả các cái chỉ tiêu cuối cùng. Cái này thì có thôi 4 tỷ sau nghìn tư cùng vẫn là nghìn tư, không có gì thêm mới cả, vẫn vậy đúng không? Năm trước là thành lý 6 tỷ 345 305 là 305 rồi 4% đúng không? Đây tầng 13. Như vậy là vấn đề lớn nhất trong vấn đề này chính là liên quan đến chuyện là biên thế gộp vào lên, nó tất nhiên là do giá lợn đúng không? Cái này ai cũng thể lý giải và hình dung được. Nó chúng ta cùng xem thử xem những cái thuyết minh này như nào nhá. Doanh thu tài chính thì có lãi tiền gửi, cái này không có gì. Đây, hai từ chi phí chúng ta xem thử xem nhá. Chi phí nhân công thì là vọt lên, nó cái này thì chắc chắn rồi, nó bán nhiều hàng hơn rồi giá tốt hơn đúng không? Thứ hai đây là chi phí dịch vụ ngoài, nó rất có thể đây là chi phí vận chuyển kho bãi đúng không, lưu kho lưu đông lạnh đúng không? Chứ khác đây là bằng 57 tỷ, cái kiện 28 ở đây chi phí nhân công là 191 tỷ còn cũng tăng hơn đúng không? Nói chung là chi phí nhân công đều tăng rõ ràng là liên quan đến con người đúng không? Con người đây là đều vọt lên. Không sao, đúng không? Chuyện này trên đồ tổng thì mình thấy như thế cũng là hợp lý. Vì doanh thu tăng thì chắc chắn là con người cũng sẽ phải đi theo thôi. Rồi chi phí lãi vay đúng không? Có những đến chút nhưng mà không phải chủ đạo. Chi phí nguyên liệu đúng không? Năm rồi thì có tăng được khoảng 300. Càng kia một thứ tăng một tí. Rồi thuế đúng không? Chúng ta xem cái bộ môn thuế của đồng chí xem như nào.